cao ráo là ốm chứ đâu có nghĩ là mập dữ đấy. Có nghĩa là anh ấy sẽ cao to, cũng bự sự hơn em thôi. Không, cả em chạy mất. Em chạy. Mẹ ơi, con có phòng không? À, hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Thiện Tấn, năm nay 26 tuổi, làm nghề xây dựng. Nói nghe nè, có run hay không? Dạ, sao? Cũng hồi hộp chứ. Tại hồi đó giờ đâu có lên trên này đâu. Nhưng mà lên đây cái cảm giác như thế nào? Nói chung là run đó. Run hả? Cho một tràng pháo tay để cho anh. Rồi, hết run chưa? Dạ, cũng hết rồi. À, bây giờ còn em tên gì? Chào anh chị, em tên là Võ Ngọc Bình Như, nay 26 tuổi, em là công nhân viên à. Hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng cỡ 4 năm là em có gọi điện thoại cho một đứa bạn học cùng lớp á. Rồi em mới gọi nhầm số của vợ em. Em gọi một lần à. Rồi khoảng một tháng sau rồi vợ em mới gọi lại cho em. Rồi lần lần rồi làm quen. Chị vậy luôn hả? Dạ. Dạ không, lúc đó thì lục đó thì anh bạn em coi á, thì vô tình thì thấy có lưu số mà không có lưu tên, không biết ai hết, thì hỏi lại thì mới biết là anh này vô tình là gọi nhầm số. Hai đứa mới nhắn tin qua lại. Dạ. Bao lâu thì gặp mặt nhau? Sau một tuần thì gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau thì em ấn tượng về cô này như thế nào? Thôi lúc đầu em nghĩ chắc cao ráo là ốm chứ đâu có nghĩ là mập dữ. Rồi gặp. Trời ơi. Chưa có chờ. Không phải, không phải là lúc đó chứ bây giờ nó có khác nhau. Dạ cũng khác thôi đó, vợ em nó chưa có mập dữ. Nhưng mà so với em là quá bự. Chồng em có mập hơn được tí nào hay là vẫn ốm như ngày dạ, xưa? Dạ vẫn ốm như ngày xưa. Coi như là phọt chuẩn đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy đó. Còn em thì nhìn anh ấy như thế nào? Dạ thì em cũng nghĩ là anh ấy sẽ cao to, cũng bự sự hơn em, mà ai ngờ anh ấy ốm hơn em thì cũng hơi thất vọng. Nhưng mà cách nói chuyện thì nghe cũng dễ thương nên em cũng có muốn tìm hiểu. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu tìm hiểu nhau? Sau 4 tháng thôi anh. Nhưng mà cũng chưa nghe anh ấy đã tỏ tình nữa. Thì em cũng có nhắn tin hỏi anh này sao anh không có tỏ tình với em sau 4 tháng quen nhau. Sao mà anh nhắn tin lại là anh ấy anh ngại, anh chưa có bao giờ tỏ tình với bạn gái trơn á. Với em ấy nói là bây giờ anh có muốn tỏ tình với em hay không, thì anh ấy cũng đồng ý. Nhưng mà ảnh kêu em là hướng dẫn cho ảnh đi. Trời ơi. Sao cái gì đâu là khơi gợi cho người ta chủ động vậy? Thì em cũng có vạch kế hoạch là anh này sẽ mua hoa, dẫn em đi uống cà phê, tặng hoa rồi tỏ tình. Thế là ảnh cũng không có mua hoa, em cũng phải tự đặt hoa. Cái buổi tỏ tình nó hơi bị thất vọng. Ủa mà sao là em đã chỉ rồi mà cũng có làm được như ý em luôn. Dạ. Ủa mà sao vậy Tức? Hồi đó giờ em không có tặng quà cho ai, với lại lần đầu tiên em chưa có hẹn hò ai. Vậy cái cảm xúc lần đầu tiên mà em nắm tay con gái là sao? Em run, em đau trong lắm. Đâu nắm đâu chị. Em lấy tay em nắm trước. Rồi đúng rồi. Sao đâu đi, em nắm cái tay nó sao đâu. Chứ anh đang chạy xe, em quay qua em nắm gì nè. Anh chạy giật, anh chạy về nhà luôn. Trời ơi. Người ta đã chủ động, người ta nắm tay mình rồi thì mình nắm đi. Nghĩ sao nắm xong giật lại về nhà. Rồi chạy về nhà làm gì? Đừng nói tôi chùm mình khóc. Rồi nếu vậy thì là hung nhau thì ai chủ động? Em. Em chủ động luôn. Rồi kỳ này chạy được không? Nắm tay còn giật ra được chưa? Dạ không, sao giật? Hôn xong rồi. Hôn cả em chạy mất. Em chạy vì ảnh chạy vì em chạy mất sáng. Tại sao vậy cưng? Tại anh em đứng gần gái là em run. Ai rồi nhát vậy rồi sao không cưới? Là quen lâu rồi mới cưới. Quen từ tìm hiểu. Hai đứa quen bao lâu? Dạ khoảng 7-8 tháng. 7-8 tháng. Lâu ghê. Lâu ghê. Ra lâu lâu. Lâu ghê. Ôi. Trời ơi, để tôi té cái nữa. Bây giờ anh hỏi nè, lý do gì sao mà hai đứa lại đám cưới nhanh như vậy? Dạ. Bác sĩ khuyên hả? Dạ bác. Anh nói đúng rồi. Hồi đó là chưa có nghĩ là đám cưới sớm vậy. Mà vợ em hồi đó lỡ có bầu hả? Thôi em nghe tin vợ em có bầu, em lấy chồng. Em bỏ em chạy 3-4 ngày em mới dám về nhà. Không dám nói với mẹ luôn anh nhờ. Em nhắn tin với bà chị dâu là nói giùm với mẹ là em lỡ quen bé kia nó có bầu, nhờ chị nói giùm. Rồi xong rồi khi nói với mẹ rồi sao? Thôi giờ lỡ rồi thôi con, em ráng em bù theo năn nỉ. Năn nỉ cho nhà em xong rồi xuống năn nỉ cho nhà vợ nữa. Cũng chưa cho cưới, phải bù theo năn nỉ hoài mới cho. Là lúc đó là bầu được mấy tháng thì cưới? Cỡ khoảng mấy, 2 tháng. Nhưng mà lúc mà mẹ em biết là em có em bé thì lúc đó mẹ em nghĩ như nè? Lúc đầu mẹ cũng không có cho, em còn đi học, bạn này quen cũng mới đi làm thôi, kinh tế cũng chưa ổn định nên là mẹ cho quen vậy thôi chứ không cho cưới. Thì em về em cũng giấu, em cũng không có nói. Em nói là mẹ ơi con muốn đám cưới. Vậy là mẹ cũng suy nghĩ mẹ không cho. Thì em viết lá thư, em bày tỏ tình cảm trong đó em viết. Nói chung là cảm động lắm. Câu cuối cùng mẹ ơi con có bầu không muốn cưới.
Thì sau khi mẹ đọc xong, nói chung mẹ cũng khóc dữ lắm. Nhưng mà khi bên nhà chồng đi xuống nói chuyện á thì đồng ý cho hai đứa đám cưới. Tới bây giờ mẹ của hai gia đình có còn trách móc hai chồng không? Em không biết nữa. Hồi đó giờ cũng không nghe mẹ ba nói gì. Vậy bây giờ thông qua chương trình em có muốn nói gì với mẹ vợ và mẹ ruột của em không? Dạ con với Như cảm ơn mẹ bao ngày qua đã chăm sóc cho con của con và lo cho vợ con ăn học đến nơi đến chốn. Con cảm ơn bà nội của bé Tú Quỳnh đã giúp đỡ cho hai vợ chồng trong những lúc khó khăn nhất và lúc nào cũng bên cạnh hai vợ chồng. Mẹ ơi, con thương mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã kết hợp cho hai vợ chồng con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Thực ra thì ở cái thời điểm này, thời đại này thì cái vấn đề mà tuổi trẻ mà có những cái bồng bột như trường hợp của Tuấn với Như đây thì cũng không có ít. Nên mong rằng là nếu mà mẹ của Tuấn và mẹ của Như, mấy chị mà xem cái chương trình này thì mấy chị cũng bao dung, lượng thứ cho các con với những cái lỗi lầm mà lúc tuổi trẻ các con còn suy nghĩ chưa chín, chưa tới nơi tới chốn. Cái điều mà mình đã có được bây giờ là vợ chồng các con hạnh phúc, cháu khỏe mạnh, đó là cái điều mà hạnh phúc nhất cho tất cả những bà mẹ rồi. Bé Tú Quỳnh nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé Tú Quỳnh là 2 tuổi hả? Rồi bây giờ từ khi mà về chung sống với nhau mái nhà, em thấy Tuấn như thế nào? Có vỡ òa vì những cái tính xấu của ông không? Dạ có à. Ngoài cái chuyện mà chạy mất dép còn các chuyện động trời hơn. Trời ơi, gì đó. Anh không tin một cái người mà dễ rung dễ rẩy như thế này mà có chuyện động trời. Nói chung là sau khi em sinh em bé xong á thì do cho em đi làm công tác xa thì không ở chung với hai mẹ con. Hoàn toàn thì anh về thăm hai mẹ con em một lần. Thì vô tình lúc đó thì em lục điện thoại thì hết này đang nhắn tin với một bạn gái khác. Thì em mới lấy số điện thoại của cái bạn gái đó. Bắt đầu em tìm hiểu giữa mối quan hệ anh này với cô ta. Xong rồi em hẹn gặp. Nhưng mà trước khi em gặp em cũng phải nói là em là vợ của anh này rồi, có con nhưng mà cô ấy cũng không tin. Thì cái hôm mà em với cô bé hẹn gặp thì em đồng thời nhắn tin cho chồng em là anh ơi hôm nay em lên em thăm anh. Thì cô bé kia cũng đồng thời nhắn là anh ơi hôm nay hai đứa mình uống cà phê nha. Hồi đó em thấy vợ em nhắn tin rủ đi ăn, em đâu có biết đâu. Em vừa chạy xe về em vô em thấy vợ em đứng đó, em vừa nhìn em cười em ngó lại em thấy con bé nó đứng đó luôn. Em bỏ em chạy về nhà em đóng cửa lại. Em chui ra toilet em tắt điện em trốn kỹ em đó. Rồi cuối cùng sao? Anh muốn nghe cái hồi cuối. Anh đuổi em về, anh không cho em ở lại. Lúc đó cô bồ hiểu rằng đây là vợ của dạ. người yêu mình đúng không? Giống như là cô ấy bị lừa, chứ không phải là cô ấy lừa anh này. Anh muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em biết phát hiện chồng mình có bộ nhí. Trong đầu của người phụ nữ mà người vợ lúc đó phải nghĩ ngay đến cái chuyện là phải đánh ghen chứ. Trong tư tưởng em cũng có nghĩ đánh ghen đó. Nhưng mà suy nghĩ cái này là chồng mình đi dụ người ta chứ không phải là người ta dụ chồng mình. Nên là hai đứa em vặn kế hoạch ra để trừng trị anh này. Còn em này sau khi vợ về rồi em xử lý sao với cô đó? Vừa mở cửa ra thấy vợ em đứng lên bé kia thì khóc, còn vợ em kêu sướng đời không chưa, kêu sướng như tình thì giờ tôi sợ chết lại em mà chưa. Thôi mà để Hồng Vân dẫn đi chắc tôi đi vô luôn. Có nhà vô bụp đúng không? Dạ không, em đi về để cho ảnh nói chuyện với cô bé đó. Nói chung là ảnh không có xin lỗi em. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Xin em bé được 1 tháng. Có nghĩa vậy là gần 2 năm mà chưa một lời xin lỗi. Xin lỗi chưa? Dạ chưa. Rồi ông làm sao cho đúng cái lương tâm trách nhiệm của ông đi ông. Sẵn chương trình này ông xin lỗi vợ ông luôn đi ông ơi. Ông ẩu quá. Hồi đó giờ em gây ra biết bao lỗi lầm với lại làm nhiều lần làm vợ thất vọng. Nhưng mà nói chung là vợ cũng bỏ qua cũng vui cười vậy. Là em thấy em cũng hạnh phúc, thấy cũng mãn nguyện. Rồi sao? Em cũng muốn cảm ơn vợ em nhiều lắm. Chưa thấy có chữ xin lỗi. Dạ. Anh xin lỗi vợ. Có lời nói là hành động sao? Thôi em luôn. Không nhưng mà Như có một cái cách hành xử về cái chuyện ghen tuông á rất là hay, rất là văn minh. Cho nên sau cái việc đó là em cảm thấy yêu vợ em hơn đúng không? Dạ có, thấy em nhiều hơn. Đó, yêu nhiều hơn á. Bây giờ anh hỏi nè, em là như có tính xấu rồi đó. Bây giờ vợ em có gì xấu không? Ủa rồi xấu nhiều lắm. Tùm sò. Không đúng. Vợ em là tùm sò chúa luôn. Đi mua tờ báo đưa ra đúng có 5 ngàn. Mà em mua tờ báo đá 5 ngàn rưỡi, 6 ngàn. Mà đưa cái tờ mua báo có 5 ngàn. Mà sao anh mua đâu mà 6 ngàn. Còn thấy mà em đi chơi hỏi anh đi đâu cái đi uống phê. Đi gì đi hoài, sáng giờ đi hoài mà có đi đâu. Con nhiều bữa mà em lấy xe em chạy ra quán cà phê ở nhà vợ em mà em thấy chạy theo. Em chạy ra đó em đi nửa đường em kêu ủa đi đâu đấy, kêu em đi mua cá viên. Không ai
Không anh, tại sao em vừa vô quán em ngồi xuống em thấy đứng vì sao? Nên là chạy theo rình. Có cái lỗi sai. Em vô đó em coi đá banh còn ở đó là quán nhân viên nam không à, không quan. Em chị lủi thủi chị đi về. Trời ơi. Chị quê, chị quê, chị lủi thủi chị đi về. Ngoài dạ, cái chuyện mà đi rình đó thì vấn đề hình thức của anh á, em có dạ, em có cái cách xử lý nào không? Em không có châu chú cho ảnh. Đi chơi đâu nó bắt em mà cái quần đùi đến đây mà hai cái chân lên chút xíu. Nó hiểu anh. Mang dài không cho mang. Mặc quần dài không cho. Bắt em mặc cái áo thun với cái quần đùi vậy. Nhiều bữa em mai vừa em đi làm không là em ở nhà em mặc đồ em mang dài em đi chơi. Mà em đi em mai ví dụ em hỏi chừng hỏi mấy giờ vậy? Mấy giờ em hộp về. Và em nói 9 giờ là em lo em phóng về trước. Làm về nó cầu nó ghen. Vậy là bữa nay em hạnh phúc lắm nè đúng không? Vì mặc đồ rất là đẹp nè đúng không? Cũng may có sự can thiệp của ban tổ chức chương trình chúng tôi. Chứ mà không là bà vợ mới cho ông chồng này mặc quần xà lỏn thôi. Lên ngồi đi. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt keo kiệt. Bớt keo kiệt quá. Còn cái tính gì mà lục lọi lớn. Em cắt tiền chỗ nào còn biết được ấy. Nhiều bữa em ghét, em ngủ em đem cái bóp lên em bỏ trong túi quần. Khuya chị nhẹ 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 em bờ quá. Chị bờ qua chị rút ra cái em nhớn qua lại cái chị nằm im. Nằm im mấy hồi em chạy đò em nhắm mắt là chị mở ra chị đếm đếm đếm. Em mở mắt ra em gãi ra chị thụt xuống thì nằm im. Cái tính lục lại. Tính hay lục lại sao? Em nhiều lần em nói em kêu nó thì anh làm gì đó tiền thì em thích coi thì em coi chứ làm gì thì lục lọi. Cứ mỗi lần mà em chà đò em vô tôi lấy bỏ cái bóp đó em ra ngồi là ở trong đó là nghe sẹt sẹt rồi. Vậy là bây giờ mong muốn là bớt lục lọi đúng không? Mà có ước mơ là vợ cho mặc đồ đẹp không? Không. Em thấy vợ thích em mặc gì em mặc cái đó. Vậy chị hỏi em này nè, ví dụ bây giờ đổi ngược lại, em ở cái vị thế của chồng em. Dạ. Còn chồng em là giống như em, có quản thúc em y chang vậy á, thì cái cảm giác của em thế nào? Đi ra đường cho nó mặc xà lỏn thôi cho chị. Con gái thì không mặc xà lỏn, mặc cái đầm ngắn thôi, hoặc là mặc cái gì đồ bộ mà nó cũng ngắn tơi tả vậy đó ha. Rồi tiền á mua cái gì đó là 6,000 chẳng hạn, em cho 5,500 thôi một tuần lễ, thử em coi em chịu nổi không. Dạ. Em suy nghĩ đi, liệu chồng em nó có thể chịu đựng được 20 năm nữa, 30 năm nữa không? Chị chỉ có một lời khuyên như vậy thôi, còn cái điều tiết như thế nào thì tùy hai em tính ha. Dạ. Rồi dạ, cảm ơn xin cảm ơn hai em. Dạ. Đã mang đến niềm vui vỡ òa cho trường quay. Từ ở trong bước ra anh tưởng đâu trong đó nó có tấm gương à. Chị dạ, cũng hết hồn, chị tưởng là gần Bin nó tham gia vợ chồng son luôn á. Ừ. Nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng à. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Ừ. Trẻ hơn số tuổi. À, nghe. Cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Ừ. Nhóm hát. Và em tính DJ thêm. Thì rồi. À, có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa, à. Ủa em hát nhóm nào vậy? Giới em thiệu hát luôn nhóm đi. The Queen. The Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm dạ, đó nghe. The Queen. À. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Dạ, hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Của dạ. Dạ. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của một anh quản lý. Đó, nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sau? Dạ sau anh. Sau. Dạ. Thì quản lý là... xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ không. Cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Ừ. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. À, có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. À, bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Không. Khoái cười. Khoái cười chứ nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết trơn. À, ta cũng trúng bộ lâu lâu cũng trúng miếng. À, rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi.
Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Ừ. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Ừ. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật. Ừ. Chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Ừ. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? À, nếu mà tính ra là cũng 14, 15 năm. Ừ. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh xinh. Xinh, xinh, xinh bằng mà... bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? À... Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm, chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh, là em thích liền dạ. Không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. À, cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu, hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao? Em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng, là an tâm đúng không? Đúng rồi. Là mình, dạ, đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á, dạ, là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của ảnh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa, dạ, nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự, nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp ảnh cách đây là ba mười mấy năm. Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường làm mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà cái nó tâm tính nó kỳ mưa nắng kỳ cục, nó mưa nắng lắm mà kỳ. Nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Ừ. Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ nó chứng tỏ ra đây là ức. Có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Nghĩ hả? Rồi sao quen? Tại vì nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính. Mà dính không? Chà, lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im nó lại là dạ, chú ý. Anh. Dạ đúng rồi. Cố đúng tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy đứa em á rủ đi đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn, có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ đơ đơ, thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ông nói thôi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là lúc đó là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Trời Phật chứng giám đó. Bùa ra xong là coi như là dạ, quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đào hoa không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có như vậy nào? Như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn. Có không? Không chị, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ á hay nhắn tin rồi ngủ đi ăn sáng thì nào. Cái vô tình em phát hiện thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị.
từ chối người kia. Em từ chối, em không 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 nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy, tin nhắn rồi bà cũng ngủ gọi. Đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt phát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ hay là có những lúc nào mà hờn giận chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận chứ. Dạ. Và ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. Hai tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập. Thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại thì xong rồi em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt. Nhưng mà tới lúc mà anh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nào quyết định, ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi cũng chọn anh. Rồi vậy mà bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như vậy chắc chắn anh không dám sợ bị ảnh hưởng tới việc học việc của học em. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ vậy. Qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Như ở nhà, lễ trước như luôn. Nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một dạ, người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ nấu có. Ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy, gần 2 năm. Năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ vậy đó. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó cái nói cái ba em nghe, cái ba em mới kêu ổng ra nói con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi bớt tự nhiên lại không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba. Ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba. Đó, cái xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin đó với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này thì ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính á, lúc ba gặp em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con
Thì sau đó em mới nói là bé Thủy á, bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó. Dạ, đúng vô rồi. Bởi vì gia đình là ưng liền đó. Chung là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời, 22 tuổi chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp các lúc đó còn còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu, tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á, để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, vậy chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Thì đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Vậy làm sao? Ủa, vậy có đám cưới đâu? Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Tại về được 5 ngày. Về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy đến nay là khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Dạ. Ủa em, tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Dạ. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về là em về là con em xuất ngủ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ở các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm nữa đúng không? Người nấy kinh nghiệm. Sao Đạt? Nói thôi em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi, lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi rồi, à. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ, mười mấy năm rồi chứ không phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường nào? Hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Mới đây. 8-9 năm. Năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero chị, nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được, cái cuối cùng thì không quản lý đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia vậy nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nó giấu, run rẩy lắm, run rẩy lắm, không dám đưa. Tới tối em gần, em chôm cái điện thoại để em coi sao mà tối ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại, rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính, hỏi thẳng luôn, hỏi vậy mà dính. Đó, cái xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại, rồi ngủ ăn. Thì mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi, đúng rồi chị. Là đó, là phát hiện ra. Là bằng này thôi đó. Dạ, xong rồi em kêu, em nói chuyện với ba mẹ. Em được cái là có gì em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết. Em không có tự giải quyết mình. Đó.
Rồi sau đó chơi, rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không. Tại vì lúc đó cũng lớn rồi. Em không có cái cư xử đó nữa. Còn lúc kia là còn nhỏ. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa, mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì hộp, sợ hãi chứ. Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không đi được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa. Hứa chứ cửu quyền tất tổ. Dạ, là cái đó là không có chối. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội vạch mặt đi. Em biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền đó nè. Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà. Em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy. Có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không em? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm. Dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở. Là không biết làm không gì hết là sao? Không biết nấu luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm thôi. Cái con em nó nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hơi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. À, quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà em làm hết cho anh. Tính mà tình còn, thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ lắm. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Dữ là dữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục. Ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im à. Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là lắm. Nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về là đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa trưa về ăn cơm là xong rồi. Ừ. Còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó. Nhai nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không. Được nghe. Nhưng mà cái đó được á. Dạ. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. Đó. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tại vì á em thì không thích nhậu nhẹt mà tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao đi kiếm show cho ngoại giao rộng. Dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao cho mình biết. Này không. Đó. Nhậu cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Đang, trời ơi, giống thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài. Cằn á, cằn nhằn hoài luôn. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn chỗ đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích, em nhậu nhẹt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á. Khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy. Khó dậy. Ngủ vậy đó. Chắc ngủ qua ông ấy đó. Hồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền cái vợ đó, không? Cái đó tật rồi. Tật rồi. Dạ, đúng rồi. Hai em nhậu xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không. Alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Đang mà quạo trong khi quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giấc nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya mà mua một lần mua về em mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn hai phần. Cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Anh gì á? Bạn. Anh em kia. Dạ. Hai cái đầu đồng cảm đầu ghê hồn luôn. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hay buổi sáng anh. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè?
Dạ, chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Ờ, bớt sao không có thêm lại nữa? Phải bớt nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng trai. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đó đi nha. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời ta rượu bổ. Được rồi, đúng rồi, cái đó được đó. Rồi giờ Đạt cũng muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. À, đúng rồi đó, đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng thẳng cử nhử nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Chị, tuần 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu. Dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả Nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Em xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính tới mấy cái vấn đề khác nữa. Rồi. Dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lại. Yeah. Em bớt lại cái bé nó cũng bớt lại. Yeah. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Yeah. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Yeah. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát em khàn giọng luôn. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi, trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe. Dạ, dạ. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Ở trong một cái phần rất là hấp dẫn nghe. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn chị. Ok. Chờ xíu nha cưng.